chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như quý vị biết là trong cái khâu mà chúng ta sản xuất về bàn ghế nội thất hoặc là giường tủ trẻ em, giường ghế của trẻ em thì chúng ta không thể nào mà thiếu cái khâu về mà định hình để mà làm ra cái mộng oval âm. Thì oval âm của chúng ta có rất là nhiều loại, nhưng có một cái máy mà chúng ta từ xưa đến nay, bao nhiêu năm nay, ít nhất cũng khoảng là 25 năm trở lại về đây, thì chúng ta chỉ có sử dụng một cái dòng máy, đó là mộng âm, với model là YOM120. Thì với một cái quy cách này và với một cái thông số như là chúng ta có thể là 120, thì chúng ta có thể là làm rộng, cái độ rộng mộng của chúng ta là 120mm. Và với một cái thương hiệu Yochen thì quý vị cũng biết là họ có rất là nhiều thập kỷ sản xuất về cái dòng máy chế biến gỗ và có rất là nhiều loại máy. Nhưng hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái máy mà chúng ta sản xuất ra những chân oval, mỏng oval. Thì chúng ta đây là mỏng oval hai đầu. Hai đầu thì quý vị thấy là một bên trái và một bên phải, chúng ta có thể là một lần chúng ta có thể thao tác hai người công nhân đứng hai bên. Bên Thượng Nguyên cung cấp với cái máy này thì chúng ta sẽ có hai cốc đạp, như quý vị thấy nè, bên trái một cốc đạp và bên phải một cốc đạp. Thì mỗi một cốc đạp như thế này thì tương ứng với lại một cái điều khiển cho mỗi một cái đầu chúng ta vận hành. Ví dụ như bạn A, bạn sẽ đứng bên phải, bạn vận hành và bạn sẽ có công tắc bên phải. Và bạn B, bạn đứng bên trái thì bạn sẽ có công tắc bên trái. Khi đưa phôi hoặc là khi vận hành thì nó sẽ dễ dàng thao tác hơn. Quý vị thấy là màn hình của chúng ta thì có những cái điều khiển về điện nè. Và cái tốc độ của chúng ta là chúng ta cân chỉnh bằng biến tần. Và đây là cái cân chỉnh bằng biến tần. Mời quý vị xem thao tác máy. Quý vị vừa xem thao tác máy và máy ra đạt chất lượng. Sản phẩm của chúng ta thì rất là tuyệt đối với một cái chất lượng là đến từ Đài Loan. Và cái chất lượng đó họ đã kiểm soát cái phần mà chúng ta đạt phôi từ bao nhiêu thập kỷ nay rồi. Cho nên là khi mà chúng ta chọn đúng một cái thương hiệu để mà sử dụng cho trong cái nhà máy của chúng ta thì chúng ta sẽ yên tâm hơn về sản lượng cũng như chất lượng máy. Bây giờ quý vị cùng tôi khám phá xem cái máy chúng ta kèm theo những cái phụ kiện gì khi mà chúng ta đầu tư cái máy này. Mời quý vị. Đây là cái thùng đồ nghề ha. Chúng ta có một cái, đây là cái biến tần ha, hướng dẫn sử dụng của biến tần. Chúng ta có thêm là chìa khóa 12, 14 ha. Và chúng ta có ship dao ha. Chúng ta có 17, chìa khóa 17, chúng ta có mở dao và chiếc dao và những cái đầu khóa như thế này. Và đặc biệt hơn là có thêm một cái bộ lục giác, đây bộ lục giác từ 1.5 cho đến 10mm ha, bộ lục giác để cân chỉnh. Và đây là cái dụng cụ để mở dao, có họ có đặt riêng và họ có những cái thông tin trên đây là Yochen ha, của nhà máy.
và họ kèm theo là những cái phụ kiện trên. Và đó là một vài thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.